Dạ xin mời. Ngã là một ảo tưởng, thân con người do ngũ uẩn hợp thành. Người không biết cho đó là thân ta, là ngã, vì chấp ngã là có thật, nên mới sinh ra phân biệt ta và người. Đây là mầm mống của sự đau khổ. Bây giờ năm chất độc tâm tối như tham dục, giận dữ, ảo tưởng và lòng ghen ghét cứ theo đó nảy sinh ra những chuỗi ác nghiệp vô cùng tận. Người này hận thù người kia, nước này giao chiến với nước nọ, an lạc hòa bình không có ở trần gian. Con người biết sống vô ngã vị tha, xã hội nhân thế sẽ lợi lạc biết bao. Ngài đúng là một bậc giác ngộ, không quên lời hứa năm xưa: nay ta xin được xây cất vườn trúc lâm, làm tịnh xá, cúng dường tăng đoàn, và xin quy y theo Phật. Chúng con xin quy y theo Phật. Nhân đây cũng xin kính dâng lên Đức Phật và chư tăng một số giải, để các ngài thay cho những chiếc ca sa đã quá cũ. Xin Đức Thế Tôn hãy nhận chút lòng thành của tôi. Này Kiều Trần Như, từ nay ta chế thêm giới. Các tỳ kheo được nhận y phục do Phật tử tại gia cúng dường, và những vật dụng gọi là tứ sự cần thiết trong sinh hoạt, để các thầy có phương tiện an tâm mà tu học. Dạ. Dạ. Từ nay, các người phát nguyện sẽ thành Phật trong tương lai. Cư sĩ tại gia phải giữ ngũ giới: 1. Không sát sanh; 2. Không trộm cắp; 3. Không tà dâm; 4. Không nói dối; 5. Không uống rượu. Dạ. Dạ. Đó chính là Cô Đàm. Đúng rồi, chủ nhân nói chúng ta phải theo dõi những hoạt động của người này. Thôi, ta hãy mau về báo lại cho chủ nhân biết.